Đằng sau vụ bắt giữ nam diễn viên kịch nổi tiếng Nhật Bản, Ichikawa Enosuke, nam diễn viên kịch Kabuki, 47 tuổi, của Nhật Bản đã bị bắt vào ngày 27 tháng 6 vì nghi ngờ giúp mẹ tự sát. Vụ việc xảy ra ngay trước khi Enosuke bị một tạp chí tiết lộ về bê bối quấy rối tình dục liên quan đến ông ta. Đối tượng sống ở phường Meguro, Tokyo, được người quản lý tìm thấy trong tình trạng mê sảng trong tầng hầm của ngôi nhà hôm ngày 18 tháng 5, khi đó, cha ông ta, diễn viên Kabuki Tanjiro, 76 tuổi, và bà mẹ Nobuko, 75 tuổi, đã qua đời. Theo các nguồn tin điều tra, Enosuke được cho là đã nói trong khi bị thẩm vấn trước khi bị bắt, tôi đã cố tự tử cùng với bố mẹ mình và gia đình tôi đã thảo luận và định tự tử. Bố mẹ tôi đã dùng thuốc ngủ. Điều tra ban đầu của Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, MPD, cho thấy Enosuke, tên thật là Takahiko Kinoshi, đã đưa cho mẹ mình là bà Nobuko uống thuốc ngủ vào khoảng thời gian từ đêm 17 đến rạng sáng ngày 18 tháng 5, qua đó giúp bà tự sát. Cảnh sát nghi ngờ Enosuke đã cố gắng tự tử sau cái chết của cha mẹ mình. Tờ Japan Times ngày 29 tháng 6 đưa tin, diễn viên kịch này có khả năng đã đề xuất việc tự sát với gia đình sau khi tìm kiếm các phương pháp tự tử trên Internet. Enosuke dường như đã được cha mẹ đồng ý để cả gia đình tự tử sau khi nói chuyện với họ vào ngày 17 tháng 5, hôm đó. Enosuke biết được rằng một vụ bê bối quấy rối tình dục liên quan đến ông ta sẽ được một tạp chí hàng tuần đưa tin, bản tin thực tế đã được phát hành vào ngày 18 tháng 5. Theo các nguồn tin, nghi phạm khai báo rằng bài báo trên tạp chí là nguyên nhân lớn dẫn đến vụ tự tử của cả gia đình. Ông ta cũng nói rằng gia đình đã quyết định đến thế giới tiếp theo sau khi nam diễn viên nói với cha mẹ về vụ bê bối. Theo đó, Enosuke đã cho mẹ mình uống thuốc ngủ bằng cách nghiền thuốc thành bột. Cảnh sát nghi ngờ Enosuke cũng liên quan đến cái chết của cha mình, diễn viên Kabuki Ichikawa Tanjiro 4, vì loại thuốc ngủ tương tự cũng được tìm thấy trong cơ thể ông. Nhà chức trách cũng phát hiện trong cơ thể của Enosuke có hai loại thuốc ngủ, vốn được kê đơn nhiều lần bởi một bệnh viện mà ông ta thường xuyên đến khám. Khi Enosuke được đưa đến bệnh viện, ông ta cũng có dấu hiệu ngộ độc thuốc, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng. Nam diễn viên cũng khai rằng ông ta dùng túi ni lông che mặt mẹ mình sau khi bà bất tỉnh. Nhưng cảnh sát không tìm thấy hiện vật có liên quan tại hiện trường nên có thể Enosuke đã dọn sạch chúng trước khi định tự sát. Cảnh sát có kế hoạch tiếp tục điều tra Enosuke để khám phá bản chất cái chết của cha anh ta và làm sao đối tượng này có được lượng thuốc ngủ nhiều như vậy. Enosuke nhập viện ở Tokyo nhưng đã bị bắt tại sở cảnh sát Meguro vào sáng ngày 27 tháng 6. Sau khi các điều tra viên từ MPD yêu cầu anh ta đến đồn cảnh sát tự thú. Ngày 29 tháng 6, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo đã chuyển vụ án cho các công tố viên. Theo luật pháp Nhật Bản, tội xúi dục hoặc hỗ trợ tự sát đòi hỏi phải cung cấp công cụ hoặc hỗ trợ cho người đã quyết định kết liễu cuộc đời của họ. Hành vi vi phạm pháp luật ở này có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Enosuke nổi tiếng với vai trò nghệ sĩ kịch Kabuki, một loại hình nghệ thuật sân khấu của đất nước Nhật Bản, trong đó có sự kết hợp của ca nhạc, diễn xuất, múa cũng như các màn trình diễn trong các chương trình truyền hình nổi tiếng như Hanzawa Naoki và Firin Kazan. Nhà phê bình sân khấu Kamimura Iwa cho biết, việc Enosuke vắng mặt trong sân khấu kịch Kabuki đã có tác động rất lớn, vì ông ta là diễn viên chủ chốt thu hút lượng khán giả lớn nhất trong số các diễn viên cùng thế hệ. Ông Kamimura cho rằng, vụ việc ít nhất có thể tạm thời ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé và danh tiếng của kịch Kabuki. Theo NHK, Japan Times.